mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ. Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay vui mừng được chào đón quán quân dòng nhạc Sao Mai 2013, ca sĩ Huyền Trang. Mới đây nhất thì cô cho ra mắt dự án Mãi Vẹn Nguyên nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài hình ảnh trong dự án này. Dự án âm nhạc Mãi Vẹn Nguyên gồm 3 video âm nhạc Lời Yêu Lặng Thầm, Em Vẫn Đợi Anh và Những Bông Hoa Huyền Thoại. Để thực hiện dự án âm nhạc này, ca sĩ Huyền Trang cùng ekip đã đến Đồng Lộc, Hà Tĩnh để quay MV. Những hình ảnh trong MV được thực hiện mộc mạc, giản dị, đầy xúc động khi tái hiện tâm tư những người phụ nữ nơi hậu phương hay một góc sinh hoạt của những người lính và thanh niên xung phong trên chiến trường khốc liệt. Thưa quý vị, ngồi cạnh tôi lúc này là ca sĩ Huyền Trang. Xin chào Huyền Trang. Xin chào chị, xin chào quý vị khán giả. Khi mà xem clip vừa rồi thì điều mà tôi ấn tượng với tôi nhất là ca khúc Em Vẫn Đợi Anh ở trong cái dự án Mãi Vẹn Nguyên này. Và tôi rất là băn khoăn là không biết vì sao mà Huyền Trang có thể nhập tâm như thế với một cái vai diễn khá là khó, những cái diễn biến nội tâm rất là phức tạp của người phụ nữ chờ chồng ở trong chiến tranh. Không biết bạn lấy đâu ra năng lượng để bạn có thể vào vai một cách rất là ngọt như vậy. Thực ra thì ban đầu Trang cũng không nghĩ là Trang sẽ đóng được như thế đâu. Bởi vì bản thân mình là một nghệ sĩ hát, chứ mình không phải là một diễn viên. Khi đọc cái kịch bản của đạo diễn thì Trang vẫn nghĩ là chắc là mình cũng diễn vừa phải thôi, chứ không nghĩ là mình lại bị ám ảnh bởi cái vai diễn đó như thế. Thực ra thì mỗi một lần khi mà đóng MV nào đó thì Trang luôn đặt mình vào cái nhân vật đó.
Và khi mà đọc kịch bản thì Trang mường tượng được là nếu như cái người vợ đó mất chồng thì người ta sẽ như thế nào, và người ta cái sự chờ đợi mòn mỏi của người ta trong vô vọng, và nó vỡ òa khi mà biết tin là chồng mình đã chết rồi thì người ta sẽ như thế nào. Đối với một diễn viên mà chuyên nghiệp thì họ phải mất một cái thời gian nào đó để có thể gọi là xả vai. Thì không biết là Huyền Trang mất bao nhiêu thời gian để có thể thoát ra được một cái vai diễn mà thực sự tôi xem tôi rất là ám ảnh với vai diễn này. Ra thì rất là lâu, phải tới có khi cả tuần sau ấy. Bởi vì mỗi đêm về Trang lại lại hình dung ra cái cảnh mà mình chạy ra cánh đồng và mình gục xuống để mình khóc. Nó bị ám ảnh, thực sự là cái vai diễn đó nó bị ám ảnh, và mất phải cả tuần sau thì Trang mới có thể gọi là hạ cánh được an toàn. Đấy là thoát khỏi cái nhân vật đó. Và tôi biết rằng là cái MV Em Vẫn Đợi Anh này được có thể nói là được truyền cảm hứng từ một câu chuyện có thật về một cái người chú, một người nhà mà đã hy sinh ở trong chiến tranh. Thì không biết là Huyền Trang có thể chia sẻ một chút về cái nguồn cảm hứng để bạn làm ra một cái dự án mãi vẹn nguyên như vậy. Trong cả quãng thời gian vừa rồi thì Huyền Trang cũng đi thu thanh rất là nhiều ca khúc mới, và khi mà nhận được cái lời mời của nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh thì Trang sướng âm bài hát lên, và Trang thấy là nó đúng như là cái mà mình đang mong chờ, cái mà mình đang đi tìm. Vì là cái dự án này của Huyền Trang là Trang tâm niệm từ rất là lâu rồi, bởi vì là gia đình của Huyền Trang thì có chú là liệt sĩ, và mọi người thì thường thường nói là chú rất là hợp với Trang và luôn luôn đi theo để mà phù hộ cho Huyền Trang. Thì Trang cũng rất là tâm linh, và Trang cũng cũng mong muốn là mình làm được một cái điều gì đó để mà hoàn thành cái tâm nguyện của gia đình. Tức là mọi người luôn luôn nói là chú là một người mất rất là sớm, rất là đẹp trai mà lại chưa từng yêu bao giờ, cũng tức là chưa có một cái sự rung động nào cho tới khi mà chú mất đi đó. Thì khi mà làm cái MV Em Vẫn Đợi Anh thì đạo diễn Nguyễn Anh Quân có làm một cái kịch bản, đó là chỉ báo tin là người lính đã mất thôi, và người người ở lại thì đau khổ. Nhưng mà vì gia đình Huyền Trang nói là chú Huyền Trang chưa được yêu bao giờ, cũng như chưa có sự rung động nào hết, chính vì thế nên là cái kết của MV này thì đó là ý tưởng của Huyền Trang, đó là khi mà chú đã đi rồi nhưng mà còn lại trên đời vẫn là còn một giọt máu, còn người vợ, còn người mẹ đang đợi mình. Đó đúng như là cái mong mỏi của gia đình của Huyền Trang. Tức là bạn đã sửa cái kết để cho nó vừa đúng Phù cái hợp, nguyện vọng đúng của rồi. mình mà cũng có một chút nào đó giống như tri ân một cái người mà đã mang lại cái nguồn cảm hứng của Đúng mình rồi, và để cho một làm. cái kết thật là có hậu đối với chú của mình. Tôi nghĩ rằng ở đâu đó thì chú của bạn cũng đã có thể cảm nhận được những cái tình cảm mà gia đình cũng như là bản thân cá nhân Huyền Trang gửi gắm tới chú. À, ngoài cái việc mà diễn xuất rất là xuất thần, rất là nhập tâm thì tôi được biết rằng là một số cái đạo cụ được sử dụng ở trong MV này cũng có ý nghĩa rất là đặc biệt. Không biết là Huyền Trang có thể chia sẻ một chút về những cái kỷ niệm và về những đạo cụ đặc biệt mà khi đóng MV này được không ạ? À, khi mà Trang gọi về quê cho bác của Huyền Trang là chịu trách nhiệm là lưu giữ các giấy tờ từ ngày xưa ngày xửa cho tới giờ đấy, thì Trang hỏi là bác ơi, bác còn giữ cái giấy báo tử của chú hay không? Chú tên là chú Trần Đức Nhị. Và Trang thực sự hạnh phúc khi mà bác nói là cái giấy báo tử đó từ năm 1982 đến tới giờ mà bác vẫn giữ, mặc dù là nó hơi rách nát và màu nó đã cũ lắm rồi. Khi mà trong cái MV đó thì có một cái cảnh là dán lên cái mảng tường ấy, mà dán lên một cái mảng tường mới cũng không được, mà Trang phải chọn một cái bối cảnh đó là giống như là một cái cửa của một hợp tác xã giống như ngày xưa, bởi vì đâu có một bảng tin cho chính thống đâu, mọi người ai cũng là ra cái hợp tác xã đấy để xem mọi thông tin về người nhà thân nhân của mình. Và còn một điều nữa đó là cái đèn dầu mà ở trong cái MV đó cũng chính là cái đèn dầu mà Trang đã thắp hương xin chú để mang từ trên bàn thờ của chú xuống. Đó là hai cái đạo cụ mà Trang cho rằng nó là cái điểm then chốt và một điểm hết sức ý nghĩa. Và tôi nghĩ là có lẽ chính vì vậy mà không phải là bởi những bài hot hit, những bài theo trend hay những bài thị trường mà những cái bài mang cái tâm tư tình cảm của mình lại có thể tiếp cận và có thể chạm tới trái tim của những người nghe nhiều đến như vậy. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Huyền Trang sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Có lẽ chính vì vậy mà cô dành rất là nhiều tình cảm và tình yêu thương cho quê hương của mình. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Xứ Nghệ Yêu Thương qua sự biểu diễn của ca sĩ Huyền Trang. Thank you.
xứ Nghệ. Quê mình ơi, qua bao mùa nắng gió, đất khô cằn làm lụ sáng trưa, sông Lam ơi nước trong xanh mát, mãi thân thương như tình mẹ bao la. Nắng gió đất khô cằn làm lụ sáng trưa, sông Lam ơi nước trong xanh mát, mãi thân thương như tình mẹ bao la. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại một chút với Mãi Vẹn Nguyên.
Khi mà nghe dự án này thì tôi bản thân tôi cũng là một người có thể nói là hơi hoài niệm một tí nên tôi rất là thích. Nhưng mà có lẽ đối với thị trường, đối với cái gọi là hot trend, bắt trend hay mang tính thương mại thì rõ ràng là Huyền Trang cũng đi hơi ngược dòng một xíu. Tại sao bạn lại cứ chọn những cái ca khúc hoài niệm và có phần xưa cũ như thế? Thực ra thì đó cũng là một phần tính cách của Huyền Trang nữa. Trang thường thường là lấy những cái gốc để mình sống. Ví dụ như là hồi bé chẳng hạn, thì khi mà đi xa nhà thì luôn luôn lấy những cái tình cảm mà mình khi mà mình còn đang ở nhà đấy để mang theo suốt cả một chặng đường khi mà mình đi học ở xa. Thì bản thân Trang cũng là một người mà luôn luôn hướng về những cái điều cũ để mà làm nên những điều mới. Thì Trang nghĩ là bình thường không phải là Trang không nghe nhạc trẻ nhá. Trang rất hay nghe nhạc trẻ, cũng như là có khi đi hát karaoke với bạn bè chẳng hạn thì mọi người là bảo là ôi bất ngờ quá vì Huyền Trang hát nhạc trẻ, có khi là hát từng yêu rồi hát sợ yêu, hát những cái ca khúc mà chưa bao giờ trên sân khấu Trang biểu diễn cả. Nhưng mà để khi mà làm một cái sản phẩm âm nhạc thì Trang nghĩ là bản thân mình là một người nghệ sĩ hát dân gian, mình là một sao mai dân gian, thì Trang luôn luôn phải đặt một cái gốc, đó là gốc âm nhạc dân gian để đặt lên hàng đầu. Và cũng như là những cái sản phẩm đó nó phải đánh dấu được cái tên tuổi của Huyền Trang và trách nhiệm của Huyền Trang đối với xã hội, đối với âm nhạc. Thì Trang nghĩ đó là cái điều mà thúc đẩy Trang luôn luôn làm những cái sản phẩm nó hơi hoài niệm một chút, hơi cũ một chút. À, bạn nói đến việc là bạn cũng rất thích nhạc trẻ và có thể là trên rất nhiều sân khấu bạn chưa thể hiện, thì tôi rất tò mò về việc là bạn hát nhạc trẻ hay như thế nào. Thì bây giờ mời bạn hát một hai câu nào đó mà ca khúc nhạc trẻ mà của ca sĩ trẻ mà bạn yêu thích. Hát vò. Cái này là khó quá nhờ, bắt Trang hát luôn à? Trang rất là thích cái ca khúc của nhạc sĩ Tuấn Phương, ca khúc Chỉ Có Mình Anh Thôi, mà Trang cũng mới thu thanh và quay hình xong nhưng mà chưa có tung ra, bởi vì là chỉ để cho mình nghe thôi. Đường khuya em về còn xa, để vương một trời nhớ thương, đợi ai mà cửa xuân để ngỏ, chờ ai gió chẳng dám vào. Đó. Sau Một khi cái nghe câu này xong, Trang rất là sau khi nghe xong thì tôi kết luận là bạn nên làm một album nhạc theo cái phong cách này. Nói gì thì nói, chúng ta cũng không nên bảo thủ, chúng ta cũng nên mở lòng, nên mở rộng đối tượng khán giả của chúng Thực ta. ra thì Trang vẫn có làm đấy, nhưng mà Trang chỉ dành cho bạn bè, dành cho những cái người thân của Huyền Trang, hoặc là ở trên kênh YouTube của Huyền Trang cũng có đăng một vài bài nhạc trẻ. Tôi cũng hơi ngạc nhiên một chút là cả ba tác phẩm mà ở trong Mãi Vẹn Nguyên thì đều là những có thể nói là những tác giả mà không mấy được quen mặt, quen tên. Vậy thì tại sao mà Huyền Trang lại không chọn cộng tác với những tác giả mà có ít nhiều có tên tuổi để mà cộng hưởng, để mà lan tỏa cái sức mạnh tác phẩm của mình? Trang vẫn biết là những người nhạc sĩ gạo cội có những ca khúc rất hay. Nhưng mà có rất là nhiều vấn đề mà Trang luôn đặt ra, đó là ca nhạc sĩ gạo cội thì sáng tác rất là nhiều ca khúc đã từng đánh dấu tên tuổi cho những nghệ sĩ lớn tuổi hoặc là những nghệ sĩ đi trước Huyền Trang. Thì bản thân Huyền Trang cũng muốn là mình sẽ tìm được cho mình một cái riêng, cũng như là đánh dấu mình vào một cái ca khúc mới. Và cái thứ hai nữa là những nhạc sĩ trước thì đã sáng tác và cũng có rất là nhiều người đã già rồi và mất đi rồi. Thì cái số lượng bài mà để còn lại cho các nghệ sĩ trẻ sau này là còn rất là ít. Chính vì thế nên là Trang rất chịu khó để tìm tòi các bài mới, cũng như là hát thử các cái ca khúc mới cho các nhạc sĩ mới. Và Trang nghĩ là quan trọng hơn hết đó là cái ca khúc đó phải phù hợp với mình và nó phải làm nổi bật bản thân của mình lên, chứ không phải là cứ phải là nhạc sĩ gạo cội, mà là quan trọng là bài hát phải phù hợp với ca sĩ hay không. À, tính đến thời điểm hiện tại thì MV em vẫn đợi anh, một cái MV trong dự án Mãi Vẹn Nguyên mới đạt được khoảng 7.000 lượt xem, loanh quanh mức đó. Thời đại 4.0 rồi mà xem chừng như là, nói sao ta, Huyền Trang vẫn rất là thờ ơ, dửng dưng. Người ta thì chạy sập, chạy view, câu like, rồi làm rất là nhiều chiêu để thu hút được sự chú ý về những cái kênh YouTube của mình hoặc là những cái kênh âm nhạc của mình. Nhưng Huyền Trang lại không như thế. Bạn cứ bình chân như vậy, như thế đến bao giờ nhỉ? Cũng có rất là nhiều các bạn vào Facebook của Huyền Trang và ngỏ ý là tăng subscribe, tăng like, rồi tăng cái lượt xem, lượt view của mình. Nhưng mà đối với Huyền Trang ấy, Huyền Trang nghĩ là làm âm nhạc là một con đường rất là dài. Và âm nhạc dân gian hay là âm nhạc truyền thống cũng thế, nó rất là kén người nghe. Nhưng mà đối với Huyền Trang ấy, thì Trang không nhìn vào thời điểm hiện tại,
mà có thể là Trang bình chân như vậy bởi vì có khi là 30 năm nữa Trang mới nhìn lại điều đó. Và lúc đấy là chắc lượt nghe của Huyền Trang cũng tăng cao rồi. Bởi vì là mọi người ai cũng trẻ và rồi ai cũng đến trung niên và rồi ai sẽ cũng sẽ già. Và khi mà người ta càng lớn tuổi thì cái nhu cầu âm nhạc, cái xu hướng âm nhạc của người ta đều thay đổi. Nên Huyền Trang nghĩ là mình không phải vội đâu. Bởi vì là bây giờ Trang đang làm được cái gì thì Trang cứ làm. Và mình cũng đúng như Huyền Trang muốn nói, đó là luôn luôn giữ cái gốc của mình. Và Trang nghĩ là sau này rồi mọi người cũng sẽ nghe, và lượt nghe của Huyền Trang chắc là cũng sẽ tăng lên. Tôi tin là như thế, bởi vì vẫn còn những khán giả như tôi rất là đắm say với hoài niệm, luôn luôn sống ở trong rất là nhiều kỷ niệm. Thì những dòng nhạc dân gian và đặc biệt là những người nghệ sĩ có thể đi chậm một chút như bạn vẫn luôn luôn là một cái màu sắc thú vị. Ai cũng thế, một người ca sĩ luôn luôn có những cái số lượng khán giả riêng của mình. Và Trang cũng tôn trọng những khán giả của Huyền Trang. Chính vì thế nên là Trang không có chạy đua với ai hết. Bởi vì Trang không cần nhiều mà luôn luôn cần chất. Bản thân Huyền Trang cũng thế, khi mà ra một sản phẩm thì Trang luôn luôn nghĩ đến việc là cái sản phẩm này nó có ý nghĩa như thế nào với mình, với cuộc đời mình và với xã hội như thế nào. Khi mà làm cái sản phẩm mà Mẹ Là Điều Tuyệt Vời Nhất chẳng hạn, thì đấy là sản phẩm Trang tri ân mẹ, tri ân bà, tri ân con gái của mình đã tới với mình chẳng hạn. Hoặc là Đóa Sen Người thì Trang lại lấy một cái hình tượng là chuyện Kiều của Nguyễn Du để đưa vào. Và lần này thì là dự án Mãi Vẹn Nguyên để tri ân những người liệt sĩ đã ngã xuống cho dân tộc Việt Nam. Mỗi một sản phẩm của Huyền Trang thì luôn luôn đánh dấu một cái điều gì đó để bản thân mình có ích cho bản thân mình cũng như là có ích cho xã hội. Và Trang tự nghĩ đó là trách nhiệm của Huyền Trang. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ bước vào một phần có thể nói là gay cấn nhất mà tôi đã để dành đến tận bây giờ. Đó là một phần giải đáp rất nhiều những thắc mắc của khán giả, cái gọi là tin đồn đối với bạn. Tôi biết là bạn đã có gặp phải rất là nhiều những tin đồn trong cái quá trình làm nghề. Có thể nói là không nhiều, bởi vì sau Sao Mai bạn có một thời gian gián đoạn. Nào là bạn đại gia, nhà nhiều tiền nên là hát cho vui, hay là bạn mua giải, thậm chí là như vậy. Thậm chí có những cái tin đồn ác ý hơn rất nhiều là bạn còn phụ trách những cái nhóm người đẹp mà gọi là giá 3.000 bây giờ đấy, nhưng mọi người vừa trêu đấy, 30.000 đúng không ạ? Đấy, thì không biết là ngày hôm nay ở giữa sân khấu này, đây là lần đầu tiên, thì Huyền Trang sẽ giải thích rõ hơn. Lần đầu có câu hỏi khó như thế này. Đấy, phần gay cấn tôi phải để ở cuối cùng mà. Thì đây là một cái sân khấu nhỏ thôi, nhưng mà mời Huyền Trang có thể giải thích một chút, nói chuyện tâm sự thêm một chút, chia sẻ thêm một chút về những cái tin đồn mà có thể nói là khá ác ý dành cho bạn trong cái thời gian vừa rồi. Cái thời sinh viên ý, thì là Trang mong manh lắm. Khi mà nghe thấy mọi người nói một cái gì đó về mình là mình về mình khóc, rồi mình khóc với mẹ và mình kêu là tại sao con cứ cố gắng sống tốt nhưng mọi người lại không tốt với con chẳng hạn, là rất là mong manh và rất là hay khóc. Thì thời đó thì mẹ Huyền Trang làm công ty sự kiện và Huyền Trang luôn luôn đảm nhận cái vai trò đó là dẫn đoàn đi thay mẹ, bởi vì mẹ ở trong Nghệ An còn mình thì ở Hà Nội. Thế thì ngày nào cũng thế, có khi là một tốp mà Trang dẫn đi thì mọi người đều ăn mặc đẹp và son phấn, thì thường thường mọi người hay bảo là con này làm má mì đấy. Trang có nhớ nhất cái câu đấy, bởi vì là lúc ấy đối với Huyền Trang cái khái niệm đó nó xa vời lắm, bởi vì Trang cũng không biết là những cái đấy là cái gì hết, bởi vì lúc đó Trang mới có 17 tuổi thôi. Thế thì về khóc với mẹ và xong mẹ bảo là con cứ làm tốt cái việc của mình thôi, còn những cái việc nghệ sĩ bị đồn thổi thế này thế kia là chuyện hết sức bình thường. Rồi sau này khi mà có một giai đoạn mà Trang gián đoạn đó, không phải là Trang không bị đồn đâu nhé, Trang bị đồn rất nhiều, đó là chồng giàu lắm nên là không phải đi hát nữa, cũng không cần phải đi hát nữa mà cứ thế đi chơi thôi. Thì hay là thế thật không Trang, mọi người đâu có thấy Trang dừng lại hát đâu, và Trang vẫn rất là đam mê và nghiêm túc với nghề của mình. Còn rất là nhiều những tin đồn khác nữa, nhưng mà nói chung là Trang đúc kết lại một việc, đó là nghệ sĩ nào cũng bị nói hết, mà không hẳn là nghệ sĩ đâu, tất cả những người ví dụ như là làm một cái công việc hết sức bình thường cũng có thể bị nói, cũng có thể là bị ấy. Nhưng mà đối với Trang thì bây giờ những cái việc đó không còn quan trọng nữa, bằng cái việc là kể cả họ có nói xấu mình, hay là họ có ghét mình, hay là họ có khen mình, thì đó cũng là cái sự quan tâm dành cho mình. Và Trang quan tâm hơn cái điều đấy, bởi vì họ ghét cũng được, nhưng mà họ để tâm đến mình, thế thôi. Chúng ta đã quay trở lại quá khứ rồi nói chuyện với hiện tại rồi, nhưng bây giờ thì tôi muốn nói tới tương lai. Đó là tôi biết rằng bạn đang thực hiện một cái dự án là 63 tỉnh thành, với việc là quay 63 MV tại các tỉnh thành đó. Thì không biết là cái dự án ấy thì tiến độ đến đâu rồi Huyền Trang? Về phần audio thì Huyền Trang thu thanh được khoảng 30 tỉnh rồi.
Thế còn MV thì chắc là chỉ mới gần được 10 MV thôi. Và Trang nghĩ đây là một dự án đường dài để Trang cũng có cái thời gian và để đánh dấu cho mốc 10 năm khi mà đạt danh hiệu sao Mai. Huyền Trang nghĩ là mong muốn là sẽ cho ra mắt sớm với quý vị khán giả và hy vọng rằng cái dự án đó của Huyền Trang nó cũng sẽ đánh dấu được một cái điều gì đó mà Huyền Trang muốn làm cho xã hội, muốn làm cho đất nước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng ca sĩ Huyền Trang đã đi một lối đi riêng, mang một màu sắc lạ tới quý vị khán giả. Một cái lối đi riêng, nhẹ nhàng, thú vị giữa những bao nhiêu bộn bề lo toan trong cái cuộc sống thường ngày. Và tôi cũng xin được chúc Huyền Trang với dự án 63 tỉnh thành sẽ sớm được hoàn thành để rất là nhiều khán giả có thể du lịch qua màn ảnh nhỏ với những MV thực hiện do Huyền Trang thực hiện. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe một phần biểu diễn của Huyền Trang, một ca khúc đầu tiên trong dự án 63 tỉnh thành. Mời quý vị cùng theo dõi. Và đến đây thì chương trình Chân dung nghệ sĩ ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.
một mùa xuân.